Hôm nay là mình sẽ kéo cái đường ống 60 nha mọi người. Đây của thằng Nguyễn Tân nha mọi người. Đó. Thì mà đường ống này đường ống 60 nha mọi người. Đây. Cái ống này là ống 60 nha mọi người. Đó, ống tưới Nguyễn Tân này ha. Ai ghi gì ha. Đó. Thì cái ống này là ống 60, mình sẽ bề ngang của nó là khoảng một tấc nha mọi người. Một tấc á, mình ngang nó khoảng một tấc có thể hơn nha. Thì mình sẽ kéo đường ống từ đây nè, từ đây từ đây lên tới trên kia là 120 m, thì cái thông số ở trên đây nó để là 120 m nha mọi người. Cái ống này nó để là 120 m, nhưng mà mình sẽ kéo lên chả thử đủ 120 m không nha mọi người. Mình có thước mình có cái thước đo đó, thì mình sẽ đo lại luôn nha. Thì cái này là 12 ký 9 nha mọi người. Đó. Thì anh em nào có mua cái ống này á, thì mình đánh giá sau nha. Mình thấy độ dày nó rất là dày luôn nha mọi người. Độ dày của nó rất là dày. Mình sẽ bứt rồi nó không giờ đứt nổi đâu mọi người. Cứng dữ lắm, cứng. Mình mua tính ra mua ống này nó sẽ rẻ hơn là cái ống PVC nha mọi người. Đó, ống rẻ hơn rất là nhiều luôn. Thì mình đi dẫn từ đây lên trên kia là 120 mét. Đó, thì mình để như vậy mình sẽ kéo nha mọi người. Mình sẽ kéo. Cái mình để gì đó mình sẽ kéo 120 mét nha mọi người. Đó, ống này to lắm nha mọi người. Đó, ống Nguyễn Tân. Ống này dày lắm. Độ dày của nó dày kinh khủng luôn á. À, cái sức độ nén của nó thì áp của nó thì hình như là 1,8 hay là 2 1,8 hay ký mấy gì đó. Mình cũng không rõ nữa, thì mình kéo đi ha. Đó, thì mình kéo nè. Lên 120 mét coi đủ không nha. Cái ống này là ống mới lấy về luôn nha, mọi người, mình mới khui luôn á. Ngồi nữa mình âm dưới nước nha mọi người. Ống này sẽ mình để dưới nước nha, để dưới nước luôn thì độ bền nó sẽ cao hơn nha mọi người. Ống này nhiệt độ cao thì nó thể nở nó giãn nha, mình bơm nén thì nó sẽ giãn nha. Nhưng mình để dưới nước thì nó sẽ ngon hơn nha. Không biết đủ 120 mét không. Thì mình lôi dưới đây luôn.